Rồi, Vũ KTV xin chào mừng quý cô chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vũ KTV. Kính thưa quý vị, hôm nay lại đến và trò chuyện cùng với quý vị. Xin chào quý cô bác trong và ngoài nước. Chủ đề hôm nay Vũ KTV là chia sẻ về một cái ngành rất là hot của Việt Nam. Hot của Việt Nam, tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì cái chủ đề mình sắp chia sẻ đó là về ngành công nghệ sản xuất ô tô nha các bạn. Thì chúng ta đều biết là hiện tại Việt Nam mình có Bác Vượng là nhà sáng lập cái hãng xe điện VinFast, là một cái hãng hãng ô tô rất là lớn ở không chỉ ở Việt Nam mà có tầm ảnh hưởng ra cả thế giới luôn nha các bạn. Rồi, chính vì vậy nên là cái video của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về công nghệ sản xuất của ngành ô tô. Rồi, xin mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi chờ mọi người cùng lên thì chúng ta giao lưu với nhau một tí ha. Rõ ràng là khi mà chúng ta học một cái gì thì chúng ta cũng cần phải có ba cái tiêu chí rất là rõ ràng nha các bạn. Đó là học và làm cái gì, cũng nên nhớ ba cái tiêu chí rất là rõ ràng, đó là trí tuệ, đạo đức và nghị lực nha các bạn. Đó, nó giống như một cái kiềng ba chân vậy đó các bạn ha. Nó giống như một cái kiềng kiềng ba chân ha, nó chống đỡ cho cái giá trị của bản thân mỗi con người chúng ta ha. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Còn ở đây là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, chính là cái kiềng ba chân mà nó nâng bước cho chúng ta gọi là bay cao và bay xa ha. Nói nôm na là như vậy. Thì đương nhiên là bao quanh cái kiềng ba chân đó là sức khỏe ha, sức khỏe, người có sức khỏe thì có ai đó đã nói rằng là người có sức khỏe thì có hàng tỷ điều ước, nhưng mà nếu mà chúng ta rụng cái sức khỏe đi thì cái số 1 phía trước đó, nó rụng đi là coi như những con số 0 phía sau nó là vô nghĩa nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể có 1 tỷ, bạn có thể có 2 tỷ, bạn có thể có 5 tỷ, bạn có thể hàng trăm nghìn tỷ, nhưng mà cái số 1 nó rụng một phát thì nó thành số 0. Chính vì vậy sức khỏe nó bao quanh cái kiềng ba chân là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, nó sẽ giúp cho chúng ta nâng bước đi bay cao và bay xa ha. Rồi thì giao lưu với nhau một tí để chờ mọi người cùng lên cùng đón xem. Thì Vũ KTV hiện tại thì đang ngồi trên sân thượng chém gió cho nó mát nha các bạn. Thời tiết ở khu vực Sài Gòn Bình Dương mùa này nó tới mùa đông rồi, nhưng mà chưa thấy có không khí gì mà nó gọi là nó cảm giác mà giống như các cái nước mà tuyết rơi dày dày bao nhiêu, 20 cm, còn Việt Nam mình vẫn còn khu vực miền miền Nam này vẫn còn khá là nóng nha các bạn. Rồi thì đi vào cái chủ đề chính. 4 phút trôi qua thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái công nghệ sản xuất ô tô. Công nghệ sản xuất ô tô thì ở Việt Nam mình hiện tại có hãng xe VinFast và các kỹ sư đang làm việc ở trong đó thì rất là nhiều nha các bạn. Các kỹ sư của Bách Kho học các cái ngành cơ khí hoặc là của ngành công nghệ sản xuất ô tô của kho 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 kho, kho, kho kỹ thuật giao thông á nha các bạn. Mình ra trường lâu lắm rồi nên là mình nhớ nó, mình hơi quên một tí về cái kho đó. Mình dân cơ khí nha các bạn, còn có cái kho kỹ thuật giao thông ha. Rồi thì đó, kho kỹ thuật giao thông với kho cơ khí hiện đang đóng góp nhân lực rất lớn vào cho cái hãng xe VinFast của Bác Vượng nha các bạn ha.
Rồi thì rất là tuyệt vời khi Việt Nam mình cũng có ngành công nghệ xuất ô tô ha, tự hào, niềm tự hào của dân tộc nha các bạn. Rồi thì công nghệ sản xuất ô tô thì để mà lắp ráp ra được một chiếc ô tô thì nó sẽ có rất là nhiều gọi là chi tiết máy ha, chi tiết máy gồm những cái công đoạn, gồm những cái công đoạn. Thì công nghệ sản xuất ô tô Việt Nam còn khá là non trẻ, nhưng đối với thế giới thì nó phát triển cả hàng rất là nhiều nhiều thập niên rồi nha các bạn ha. Rồi thì ở đây các cái nội dung chính của cái bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ đi sơ bộ vào cái sự phát triển của nền công nghiệp ô tô trên thế giới và của Việt Nam. Rồi rồi thứ hai là mô hình lắp ráp ô tô, phương pháp thiết kế, quy trình công nghệ lắp ráp ô tô đó. Rồi cái chương thứ ba là phương pháp thiết kế, quy trình công nghệ hàng thùng xe đó. Cái ô tô thì thùng xe là rất là quan trọng, nên là phải hàng đó, thì ứng dụng công nghệ hàng nha các bạn ha. Rồi thứ tư là phương pháp thiết kế, quy trình công nghệ sơn. Thứ tư là phương pháp thiết kế, quy trình công nghệ sơn đó. Rồi thứ năm là, để mình coi, thứ năm là quy trình lắp ráp ô tô dạng SCADA, SCADA 1 nha các bạn. Quy trình công nghệ lắp ráp xe thì cái phần mà quy trình lắp ráp ô tô dạng SCADA 1 này nó sẽ chia ra thành thành nhiều nhiều loại nha các bạn ha. Đó thì cái bài giảng này là phần cốt lõi ở cái chương số 5 này này ha. Quy trình lắp ráp ô tô dạng SCADA 1 nha các bạn. Đó thì nó là một cái kiến thức nền của ngành ô tô nha các bạn. Rồi rồi phần chương số 6 là công nghệ AKD đó. Rồi đó thì đó là tổng quan 6 cái chương cốt lõi của cái ngành công nghệ lắp ráp ô tô mà rất là cơ bản ha, mình sẽ trình bày ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tìm hiểu về cái sơ đồ khối quy trình công nghệ lắp ráp ô tô phổ biến ở Việt Nam nha các bạn. Rồi thì thứ nhất là quy trình công nghệ dây chuyền hàng khung vỏ, gọi là body line ha. Rồi thứ hai là quy trình công nghệ dây chuyền sơn, gọi là bend line ha. Thứ ba là quy trình công nghệ dây chuyền lắp ráp nội thất, là trim line ha. Thứ tư là quy trình công nghệ dây chuyền lắp ráp chassis đó. Rồi thứ thứ năm là quy trình công nghệ dây chuyền lắp ráp hoàn chỉnh, và thứ sáu là quy trình công nghệ dây chuyền kiểm tra inspection line. Đó là quy trình công nghệ mà lắp ráp ô tô phổ biến ở Việt Nam hiện nay nha các bạn. Rồi vậy thì để mà thiết kế một cái nhà máy sản xuất ô tô thì nó sẽ bố trí mặt bằng tổng thể của nó như thế nào? Đó, đây là một cái mặt bằng tổng thể lắp ráp ô tô nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có những cái khu vực, thứ nhất là nhà bảo vệ là chắc chắn có, thứ hai là phòng hành chính, thứ ba là hội trường, thứ tư là nhà đỡ ô tô cán bộ công nhân viên, rồi nhà xe máy, thứ năm là nhà xe máy cán bộ công nhân viên, thứ sáu là bãi xe thành phẩm, thứ bảy là phòng điều hành sản xuất, thứ tám là kho SCADA 2, thứ chín là kho SCADA 1, thứ 10 là xưởng SCADA 2 body, thứ 11 là phân xưởng sơn, thứ 12 là phân xưởng SCADA 1, thứ 13 là phòng kiểm định, thứ 14 là phòng thử nước, thứ 15 là khu vực dự trữ, thứ 16 là tách nước, thứ 17 là xưởng cơ điện, thứ 18 là sân đỡ thùng linh kiện, thứ 19 là trạm khí nén, số 20 là trạm biến áp, số 21 là trạm điện dự phòng, số 22 là trạm cấp nước, số 23 là trạm xử lý nước, số 24 là kho diesel, số 25 là kho LPG, số 26 là phòng cháy chữa cháy, số 27 là dự trữ lắp ráp động cơ IKD. IKD là gì lát nữa mình sẽ trình bày nha các bạn. Rồi số 28 dự trữ lắp ráp thùng xe, số 29 dự trữ lắp khung gầm,
số 30 sân chơi thể thao, số 31 khu vực SCBD, số 32 khu vực đào tạo kỹ thuật viên, số 33 đường thử xe, số 34 canteen nhà y tế, số 35 phòng trưng bày, số 3 số 337 phòng giao dịch, số 38 xử lý hóa chất, số 39 là DI, số 40 là phụ trợ nước công nghiệp, số 41 là nước sinh hoạt. Rồi trong cái ngành ô tô thì mình sẽ có một cái thuật ngữ gọi là SCADA nha các bạn. Đặc điểm chung của các loại xe lắp ráp gọi là SCADA, completely knockdown ha. Rồi SCADA 1 là cabin hạt thân xe, là các chi tiết kim loại ở 6 mặt thì sẽ do người cung cấp chuyển tới ở tình trạng tháo rời và việc lắp ráp cuối cùng. Bệnh hàng sẽ làm tại chỗ, việc sơn xe sẽ được thực hiện tại chỗ sau khi hàng. Khung sắt xi, các bộ phận chung và bộ phận sẽ được cung cấp ở tình trạng tháo rời và việc lắp ráp cuối cùng sẽ được thực hiện tại chỗ. Việc sơn do người cung cấp làm. Động cơ và hệ thống truyền động được cung cấp trong các thùng riêng biệt và việc lắp chúng với nhau sẽ được thực hiện tại chỗ. Rồi trục trước thì ổ trục và tăng phanh sẽ được cung cấp ở tình trạng đã lắp nhưng không được lắp vào trục giữa và việc lắp ghép sẽ làm tại chỗ. Trục bên thì ổ trục và tăng phanh được cung cấp ở tình trạng đã lắp bánh xe và xăm lốp và việc lắp ráp với cabin và sàn xe sẽ làm tại chỗ. Đó là cái SCADA 1. Ống dây nối, ống mềm được cung cấp tách riêng khỏi khung. Đó là SCADA 1. Rồi mình tìm hiểu tiếp SCADA 2 này. Cabin hạt thân xe, các chi tiết kim loại 6 mặt sẽ được phân làm hai phần và việc lắp ráp tiếp hai phần đó sẽ làm trong khi hàng, việc sơn sẽ được thực hiện sau khi hàng. Nha các bạn ha. Khung sắt xi, các phần kèm theo sẽ được cung cấp riêng và được lắp ghép tại chỗ, việc sơn sẽ do nhà cung cấp làm. Động cơ và hệ thống truyền động, các bộ phận điện và bộ phận kèm theo, máy đổi chiều, lọc gió hoặc làm mát sẽ được cấp rời. Trục trước như SCADA 1, như trục bên là trục visa hai bên sẽ được cung cấp rời và việc lắp ráp chúng sẽ được tiến hành tại chỗ. Bánh xe và xăm lốp được cung cấp riêng và hai thành phần này sẽ được lắp ráp tại chỗ. Bộ phận bên trong, khung và đệm ghế cung cấp rời, đệm lót cũng được cung cấp rời. Ống dây nối, ống mềm được cung cấp tách riêng khỏi khung. Rồi, như vậy SCADA 1 và 2 nó khác nhau ở điểm nào? Phương pháp lắp ráp SCADA 1 và 2 đều nằm chung trong những phương pháp SCADA, nhưng SCADA 2 là một dạng riêng cao hơn. Giống như cao hơn SCADA 1 ở dạng là SCADA 1 thì được cung cấp ở dạng tháo rời, nhưng mà ở điều kiện không cần phải lắp ráp thêm trước khi lắp ráp hoàn chỉnh. Còn SCADA 2 là các chi tiết sẽ được tiếp tục tháo nhỏ, do đó là còn phải lắp ráp thêm trước khi lắp ráp hoàn chỉnh. Thì cái SCADA 2 nó sẽ gọi là nó cái công việc nó nhiều hơn nha các bạn. Điểm nổi bật của SCADA 2 là công nghệ lắp ráp và sơn cao cấp hơn nhiều so với SCADA 1. Chính vì vậy nên là công nghệ SCADA 2 thì nó sẽ gọi là cao cấp hơn SCADA 1 ha. Còn SCADA 1 giống như mình con chuột này mình mua về rồi mình lắp thôi. Còn SCADA 2 là các chi tiết sẽ được tiếp tục tháo nhỏ ha, tháo nhỏ ra. Ví dụ con chuột này cái xe đã tháo chừng nào không tháo được nữa ha. Do đó trước khi lắp ráp hoàn chỉnh thì chúng ta phải lắp ráp thêm ha, lắp ráp thêm đó. Lắp ráp thêm nó gọi là nó ok hết rồi thì mới cái cầm máy đó nó ok hết rồi mình mới lắp ráp hoàn chỉnh ha nha các bạn. Đó chính vì vậy đó là cái điểm nổi bật giữa SCADA 2 so với SCADA 1 ha. Rồi mình sẽ đi cái quy trình công nghệ lắp ráp ô tô nha các bạn. Thì ở đây cái quy trình công nghệ lắp ráp ô tô của thập niên 90 trước, mình xem trước coi những năm 90 họ lắp như thế nào. Thì đầu tiên là phôi thép này. Phôi thép thì phôi thép người ta dập, phôi thép người ta dập
Còn nhôm thì đúc nhôm, đúc khuôn kim loại, còn nhựa tổng hợp thì đúc áp lực. Phôi thép có thể là dập hoặc là đúc đúc khuôn cát ha. Rồi dập thì chi tiết dập thì đi đánh bóng. Đánh bóng xong thì ra cái mảng khung vỏ, xong đi lắp ráp khung vỏ. Chi tiết nhôm thì đúc khuôn kim loại, chi tiết đúc thì gia công kết gọt, đi đánh bóng. Đánh bóng chi tiết khung là đi hàng ha. Đi hàng và bên đây thì đánh bóng xong rồi lắp ráp hoàn hoàn chỉnh. Lắp ráp hoàn thành chỗ đây. Còn cái chi tiết nhựa tổng hợp đúc áp lực thì gia công kết gọt. Sau đó lắp ráp vào khung vỏ hoặc là lắp ráp hoàn chỉnh tổng thành đó. Rồi đúc chi tiết phôi thép mà đem đi đúc khuôn cát thì chi tiết đúc sẽ đem gia công kết gọt, đánh bóng sau đó thì lắp ráp hoàn chỉnh ha. Còn ở đây là thêm công đoạn lắp ráp hàng, sau đó chi tiết khung là hàng xong lắp ráp khung vỏ, sơn sau đó lắp ráp hoàn chỉnh và kiểm tra giao hàng. Cửa ghế thì lắp ráp vào cái khu vực cái công đoạn lắp ráp hoàn chỉnh. Đó là cái công đoạn mà lắp ráp ô tô vào những thập niên 90 nha các bạn. Rồi thì bây giờ là lắp ráp ô tô hiện nay nó như thế nào, thì ở đây là phụ tùng sơ cơ đơ. Phụ tùng sơ cơ đơ là gì, là mình vừa vừa trình bày xong ha. Phụ tùng sơ cơ đơ, phụ tùng sơ cơ đơ sẽ có là cụm chi tiết kim loại. Cái cụm chi tiết kim loại thì chuẩn bị hàng ha, chuẩn bị hàng và nó có cái body line và kiểm tra, sau đó là có cái band line là sơn ha. Rồi phụ tùng sơ cơ đơ mà cầm chi tiết mà vỏ phi kim loại, chi tiết phi kim loại thì nó sẽ kiểm tra chất lượng, chuẩn bị lắp ráp. Có cái là trim line, rồi trim line 1, rồi trim line 2, trim line 2. Rồi kiểm tra chất lượng, chuẩn bị lắp ráp. Xong đó thì classy line nữa ha, classy line nữa. Rồi phụ tùng sơ cơ đơ này đối với cái cầm động cơ và các hệ thống khác á, thì kiểm tra chất lượng để chuẩn bị lắp ráp classy line, sau đó thì đem qua sau đó thì chuyển sang đây là cung cấp dầu mỡ, bôi trơn, phanh, lái và khởi động động cơ, kiểm tra sự hoạt động của các hệ thống nha các bạn. Đó, kiểm tra, sau đó kiểm tra tại chỗ, kiểm tra sự vận hành của xe. Lắp các thiết bị phụ như tốc độ, phanh, gầm, thấm chiếu sáng, các hệ thống khác. Rồi thử kính, kỹ thuật sơn, lập hồ sơ, sau đó thì đem vô kho bảo quản và đem đi tiêu thụ nha các bạn. Đó là sơ đồ quy trình trong lắp ráp ô tô hiện nay. Thì các bạn nếu mà cái dịp chúng ta vào cái nhà máy ô tô VinFast của bác Vượng thì chúng ta sẽ có dịp tham quan cái dây chuyền công nghệ, theo cái công nghệ sản xuất phụ tùng sơ cơ đơ này, lắp ráp sơ cơ đơ này ha. Rồi thì hồi nãy giờ mình cũng đã trình bày khá là nhiều về cái công nghệ sơ cơ đơ. Thì chúng ta nắm về cái công nghệ lắp ráp ô tô chủ yếu ở Việt Nam, chúng ta nắm cái công nghệ sơ cơ đơ 1 này nha các bạn. Đó thì sơ cơ đơ là viết tắt của từ là completely knock down, lúc nãy mình đã nói rồi ha. Thì giờ mình giải thích thêm, nó là được thực hiện với những thiết kế hoàn hảo của các tập đoàn công nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Đội ngũ thiết kế của họ gồm có rất là nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, từng chi tiết đều được sản xuất trong các nhà máy với các thiết bị máy móc hiện đại sử dụng công nghệ cao, chỉ có ở các nước phát triển mới có thể lắp ráp được ô tô hoàn chỉnh. Đó, các nước đang phát triển muốn sản xuất chế tạo được ô tô thì bước đầu phải thực hiện việc liên danh với các nước có hãng chế tạo ô tô lớn, mở các nhà máy tại nước mình để nhập những tổng thành, các cụm chi tiết đã được chế tạo từ nước chính hãng và lắp ráp lại với nhau tạo thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh. Đó, tức là nó nhập những cái cụm gọi là bán thành phẩm nha các bạn, nó gọi là bán thành phẩm ha. Nếu mà dịch ra tiếng Việt gọi là bán thành phẩm, sau đó vừa lắp những cái bán thành phẩm đó lại với nhau để tạo ra một chiếc ô tô hoàn chỉnh, gọi là công nghệ lắp ráp sơ cơ đơ ha. Đó, thì những cái bán thành phẩm đó được nhập từ những cái nước mà
có cái nền công nghiệp ô tô tiên tiến trên thế giới, thì nước nào thì các bạn cũng biết rồi, châu Âu rồi Mỹ rồi Trung Quốc ha các bạn, đó là các nước có nền công nghiệp ô tô tiên tiến trên thế giới ha. Đó đó à, sau đó thì hiện đại hóa dần nền công nghiệp nội địa để có thể nhận chuyển giao công nghệ sản xuất dần dần những chi tiết từ dở đến khó của ô tô đó, giống như Việt Nam mình giờ hãng xe VinFast à, cũng theo cái chiến lược như vậy nha các bạn, bắt đầu nội địa hóa dần ha, nội địa hóa dần và nhận chuyển giao công nghệ nha các bạn. Rồi ở Việt Nam à, đang thực hiện theo cái kiểu như vậy à. Rồi nên nó là cái công nghệ lắp ráp là SCADA là phổ biến ở Việt Nam. Rồi à, chúng ta đi à, thêm về cái công nghệ SCADA, SCADA 1 để chúng ta rõ tường tận về cái công nghệ này của các hãng xe liên danh, ví dụ như Toyota họ đang liên danh với một cái công ty của Việt Nam ha, rồi Hyundai họ cũng liên danh ha. Đó, thì và hãng xe VinFast thì đối với quy trình công nghệ SCADA 1 thì kho linh kiện SCADA thì có khung sườn và có hàng khung sườn thì sẽ sơn khung sườn xe là chúng ta sơn đen lắp ráp phần gầm điện lên khung sườn xe, rồi lắp ráp động cơ lên khung sườn xe, rồi bên đây là hàng ráp thùng xe, sườn thông tới thùng ha. Đó, thùng đối với xe tải thì nó có thùng nha các bạn, xe bán tải cũng vậy ha. Rồi xử lý bề mặt thùng xe ha. Rồi sơn thùng xe, sơn lót và sơn hoàn chỉnh luôn ha. Rồi lắp ráp nội thất trong cabin, rồi liên kết hợp chassis với cabin hạt thùng xe ha. Rồi lắp ráp hoàn tất, giám định, sửa chữa hiệu chỉnh nếu có và giao kho xe thành phẩm. Rồi thì đó là cái công nghệ lắp ráp xe theo cái công nghệ SCADA 1 đang rất là phổ biến ở Việt Nam. Rồi trong khuôn khổ một cái video mình chỉ sơ bộ những cái giới thiệu cái công nghệ này một cách rất là tổng quát để cho anh em bạn bè các kỹ sư trẻ chúng ta nắm tổng quát, sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu chuyên sâu và từng cái công đoạn và mỗi công đoạn sơn, công đoạn hàn ha, đó, rất là chi tiết và tỉ mỉ chuyên sâu trong cái ngành lắp ráp xe ô tô. Thì các bạn cứ lấy những cái tài liệu này về chúng ta nghiên cứu chuyên sâu hơn, nó có tổng cộng là 112 trang, chúng ta có thể đọc ngắm dần, chứ còn trong cái khuôn khổ một cái video khoảng 20 phút thì mình không thể nói hết được. Thì thông minh nhất của tất cả các sự học đó là tự học nha các bạn. Chúng ta cứ tự học đi, mà chúng ta tự học tốt thì chúng ta cứ có đủ tài liệu, có đủ người hướng dẫn, có hướng dẫn là VKTV mình sẵn sàng hướng dẫn thêm cho các bạn, và các bạn cứ nghiên cứu tài liệu trước ha. Và chúng ta nếu có cơ hội chúng ta vào cống hiến cho Bắc Vượng, ví dụ vậy. Các kỹ sư VinFast hiện tại lương rất là cao nha các bạn, cực kỳ cao và mặt bằng phải nói là khá là cao so với các nhà máy khác sản xuất các sản phẩm khác ở Việt Nam. Đó. Cho nên chúng ta học ngành ô tô thì cũng rất là tuyệt vời ha. Rồi thì các bạn cứ nhắn tin vào số hotline Zalo của VKTV 0774926495, mình chuyên về mình là kỹ sư cơ khí, cơ điện tử và chuyên về các cái lĩnh vực mà khuôn mẫu mía đường, nước giải khát, nhà máy sản xuất bia, nhà máy sản xuất sữa, sữa đặc, nhà máy sản xuất sữa nước và nhà máy sản xuất thuốc lá, nhà máy sản xuất cà phê, và thêm nữa là cái ngành sản xuất ô tô này, và sản xuất động cơ và hộp giảm tốc trong ngành cơ khí. Thì các bạn muốn mình hỗ trợ phần nào thì cứ nhắn tin vào số hotline Zalo của VKTV, mình sẽ hỗ trợ thêm các cái tài liệu để chúng ta nghiên cứu chuyên sâu trong cái ngành của mình. Nếu mà chúng ta tự học được thì rất là tốt ha, mà chúng ta nếu không tự học được thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và cứ nhắn tin vào số hotline Zalo của VKTV 0774926495. Và một lần nữa rất biết ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video và chúc mọi người một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.